Kệ em, ở chơi đi, chiều anh đưa về, sớm mà. Anh muốn ra đi, cái tướng có chút xíu, cái láp bằng gùm tay vậy nè. Tẩy vô một cái, trời ơi, mới có buổi sáng đâu, bây giờ tôi ngồi được, ở tới chiều. Ôi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhẹ. Không dám có lần sau đâu, chia tay luôn đi. Nghĩ sao mà cái láp gùm tay nè, bắt đến từ xa đâm ốc, ốc luôn. Sáng chị đi chợ thấy có hào sữa ngon quá, chị mua 1 ký cho chú ăn lấy sức. Dạ, em cảm ơn chị cho đồ hoài em ngại quá. Chú lấy hào sữa rồi. Dạ thì lấy rồi thì xong rồi thì chị về đi, chị theo em vậy. Chú này không hiểu gì hết nè, coi có qua có lại chứ, tôi cho đồ bổ chú là phải có vấn đề chứ. Cái này em mới lấy thôi nhưng mà em chưa có ăn mà. Sáng hôm qua tôi đưa cho chú 1/2 ký thịt bò, chú nhớ không? Hôm nay là trả cái 1/2 ký thịt bò hôm qua, còn cái hào này á để ngày mai. Thôi đi vô lẹ đi, cho ăn đồ bổ không quay tay cũng vậy à. Má mày, mày dân ở đâu mà lại đây mà đòi bảo kê khu vực này? Chắc mày chưa biết tao là ai. Mày có nghe lông chó điên chưa? Tao lông chó điên đây nè con. Rồi bạn sao? Sao mày buông tao ra? Dạ em xin lỗi anh hai, tại anh nhoi quá em giục tay. Rồi mày ôm tao chắc vô nha. Mày thích cái gì thì mày cho tao cái hẹn đi, tao chơi với mày thằng nhóc. Rồi cái này 1.2 ký lấy luôn nhanh ra. Không mày, tao mua 1 ký cần đúng 1 ký cho tao. Ngồi 1 ký mốt hơn nè. Anh mua đúng 1 ký phải không? Chờ em chút. Thôi 1 ký mốt chưa đủ nữa, vẫn còn giác là hơn 1 ký miếng. Rồi này đúng 1 ký luôn nè anh, đúng 1 ký luôn nè anh trai. 1 ký đúng anh trai, cho em xin 40. Dẹp luôn đi mày, bán buôn kêu mày dơ chứ mẹ ai mua. Ủa dơ là dơ làm sao? Đúng 1 ký thì người ta cân đúng 1 ký thôi, khách khó chịu vậy. Kìa, cá lóc rồi thấy không? Đó. Ê ông ấy, giờ tụi mình vô lấy đồ ra đi bắt cá làm clip sinh tồn nè. Thằng này nay làm gì nó ra cái mặt nó hầm hầm ghê bay. Ê, bậy ní, không xài nữa, để cho tôi ní. Đừng đập, mấy cốt cánh ra rồi để tôi quay cái clip TikTok rồi tối nay đăng còn kịp nè. Trưa trật rồi. Bà mẹ nó quay TikTok mà nó làm thấy ớn rồi. Là trời ơi, quá trời quá đất luôn. Hôm nay hèn chi đổi thừa mấy con chó trong xóm không à. Này mới bắt quả tang được là không phải mấy con chó trong xóm mà là cái ông hàng xóm. Ôi, chị hai, cu con nó có chút nứng quỷ. Nãy tao thấy rồi mà tao không nói mày, nói mà cả chết. Trời ơi, bực bội thiệt chứ. Mày ông làm cái gì vậy? Riết mà coi tôi như gà. Bơi 7 giờ tối bắt đi ngủ rồi. Xin qua nhà anh ba chơi chút xíu. Cũng không cho. Đi gà tránh gà đi. Bực bội đừng gờm gì hết á. Anh em người ta mà cả ngày làm mệt rồi, tối xin qua nhậu tí xíu cũng không cho. Đi ra. Nhìn cái mặt quán cái xì ghét à. Đau ư mà nằm cứ ôm. Bà nằm đây một mình đi. Tôi ra hàng ba hồi trước tôi nằm tôi ngủ cho nó mát. Ý mà quên, hôm nay 17, cô hồn nhiều lắm, ra ngoài trước cũ, sợ ma lắm. Thôi, tôi ngủ đây với mình nha. Ông mà cũng sợ ma. Hồi nãy thì không sợ, bây giờ tự nhiên tôi nhớ tới ngày 17 tôi sợ. Trời, sao tim đập dữ vậy? Tôi sợ ma đó mình. Ê, 7, nhậu hả? Cho tao nhậu với 7. Ê, mà xin nhậu ké là tôi bị điếc rồi ông ơi, không có nghe. Đó. Anh em thấy chưa, mở miệng ra là anh em chí cốt, nhậu lần nào cũng đủ nó hết. Vậy mà hết tiền một cái là nó khi dễ, kêu nó ngó lơ được rồi. Anh mày không có tiền á nhưng mà chơi bẩn lắm đó, qua thiếu nguyên kết luôn. Nhà còn mấy con khô mực về nướng, đóng cửa chơi một mình không có rủ ai hết. Giờ mà nghe tới cái câu anh em chí cốt ngán. Cốt đi mua bia hơi lâu á nha, nãy giờ tôi ngồi đợi 1 tiếng rưỡi rồi. Anh đu, nãy tao đi tao phá cửa mày vô cũng được nữa hả? Kìa, có xe, xe ôm, vô tấp vô. Chú em chở hai đứa tôi xuống dưới thị xã dưới kia bao nhiêu tiền? Thì một người em ăn 50, nhưng mà hai người thì 80 nha. Ok luôn, 80 thì lên xe. Ngồi xích vô trong em yêu. Em xích vô hết cả rồi đó, cái xe này cái yên ngắn quá. Rồi, lên xe rồi, chạy đi. Ông nội này chạy xe cái cà giật què. Ông làm gì nhìn với hén tôi què à, chạy đi. Chạy cái quần què, bà leo xuống đi. Rồi bà nhìn cái bánh xe tôi kìa.
coi chạy nổi không. Thôi leo xuống đi, tôi không có chở nữa đâu. Ê, kỳ nha chú em, hồi nãy chịu giá 80 rồi nha. Ông nhìn con ngồ, ông ngồi lên xe tôi kìa. Giờ 800 tôi cũng không chở nữa, chứ đừng nói 80. Ê, có xe khác rồi mày, tao không thèm nữa mày, xuống rồi. Leo xuống gãy luôn mẹ cái niền rồi. Ui, em trai, hôm nay chở hai người xuống thị xã ăn bao nhiêu tiền em trai? Dạ, anh cho em xin 60. Được, cái thằng này rẻ hơn nè. Mày chạy đi thằng ngu, cái con nhỏ áo đỏ là con voi ma mút á, ngồi lên cái banh xe mày luôn đó. Em trai, sao đi luôn rồi em trai? Em không biết đâu đó, trưa nắng muốn chết rồi, đây nó còn 4-5 cây số nữa mà. Ôi, từ đi để anh tính. Thôi giờ không có xe, mình đi bộ tành tành đi xuống tới dưới đi. Thôi đi, anh nhìn cái tướng em vậy, đi bộ xuống tới dưới mỡ nó chảy ra hết quá. Ai da, căng quá ta. Để anh kiếm. Ê, có chiếc xe đạp. Ê, xe đạp. Mày chạy xe ôm bị điên hết cho nội. Uống xe đạp chạy xe ôm.